Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh YouTube quảng cáo sản phẩm mới của công ty Nội thất Sơn Đông. Và hiện tại thì tôi đang đứng trước một siêu phẩm hàng vừa được hoàn thiện xong tại xưởng sản xuất của công ty Nội thất Sơn Đông và hiện nay đang được trưng bày tại showroom quận 7 ở địa chỉ 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, những bộ sản phẩm đẳng cấp luôn luôn mang đến cho gia chủ những sự trải nghiệm tuyệt vời nhất về phong cách cũng như thiết kế tạo hình nghệ thuật của sản phẩm. Và ngày hôm nay, bộ bàn ghế chạm long bảo đỉnh của chúng tôi hứa hẹn sẽ mang đến thêm cho toàn thể quý khách thêm những sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho gia đình mình. Vậy xin kính mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiếp tục cùng chúng tôi đi đến phần cuối của đoạn video để cùng nhau nhìn ngắm và chiêm ngưỡng được siêu phẩm đặc biệt ngày hôm nay mà công ty Nội thất Sơn Đông của chúng tôi tung ra thị trường. Bộ sản phẩm ngày hôm nay của chúng tôi lấy biểu tượng chủ yếu là tứ linh, long lân quy phục để đục chạm tạo hình nên bộ sản phẩm. Với một quả dài có chiều dài 2m9, cao 1m93 và chiều sâu là 85cm. Mang đến cho toàn thể quý khách thêm một tư thế ngồi rất là rộng rãi và thoải mái. Hiện tại tôi sẽ ngồi mẫu lên để toàn thể quý vị và các bạn có thể hình dung rõ ràng hơn về kích thước cực khủng của bộ siêu phẩm ngày hôm nay. Được tạo hình cực kỳ mềm mại và điêu luyện, mang đến cho toàn thể quý khách một bức tranh rất là sống động và có hồn. Việc chế tác tạo hình nghệ thuật trên nền gỗ gõ đỏ cao cấp giúp cho sản phẩm của chúng tôi đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật đục chạm. Màu gỗ sáng và đẹp mắt. Các đường nét đục chạm thủ công rất là sắc sảo, mang đến giá trị nghệ thuật cũng như giá trị về chất lượng trên từng đường nét cũng như chất liệu của sản phẩm. Ở phần giữa tựa lưng đoạn dài được chúng tôi chạm biểu tượng lân vờn cầu. Từng đường nét được đục chạm kênh bông rất đẹp, rất là sắc sảo. Việc tuyển chọn kỹ càng từ phần ván gỗ đẹp mắt mang đến một tuyệt tác, không có một điểm trừ. Hai bên phần tựa lưng được chúng tôi chạm biểu tượng rồng quỳnh rất đẹp mắt và đục chạm kỹ càng từ phần vảy rồng để xứng đáng là một siêu phẩm thì tất cả các quý khách đến chiêm ngưỡng tại cửa hàng Nội thất Sơn Đông. Phần tay đục chạm biểu tượng nghê ngậm ngọc, con nghê lớn, mang đến sự hoành tráng và bề thế ăn khớp cho tổng bộ sản phẩm. Từng phần chi tiết như yếm và mặt ghế đều được đục chạm từ phần gỗ rất là dày dặn và chắc chắn. Sản phẩm ngày hôm nay của chúng tôi được thiết kế theo lối lắp ráp để giúp tiện lợi hơn trong quá trình vận chuyển và lắp đặt tại nhà quý khách. Và chúng tôi sẽ quay từ từ tổng bộ 17 món của bộ sản phẩm. Tôi đang đi đến chi tiết mặt bàn với kích thước dài 1m94 và rộng 1m34. Diện tích mặt bàn lớn và được chúng tôi đục chạm biểu tượng tứ linh, long lân quy phục nổi bật rõ rệt trên nền gỗ, rất là đẹp mắt và mềm mại. Và với diện tích mặt bàn lớn như thế này thì rất là cân đối so với tổng bộ 17 món của bộ sản phẩm. Từ các chi tiết mặt bàn cho đến yếm bàn, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy được sự dày dặn trong từng mặt gỗ mà chúng tôi tuyển chọn. Bốn chân cũng được đục chạm rất là sắc sảo và dường như là không có một chút tì vết trên toàn bộ mặt tiền của mẫu mã sản phẩm ngày hôm nay.
và tiếp đến là 4 chiếc ghế đơn của bộ sản phẩm. Với chiều dài của mình là 1m2, chiều cao là 1,7m, lọt lòng ghế sâu 62cm và lọt lòng sâu của mình là 85cm. Và tôi đang ngồi ở đây một chiếc ghế đơn để mình là các bạn có thể chiêm ngưỡng được về quy cách cũng như thiết kế của sản phẩm ngày hôm nay, rất cân đối so với tổng cục 17 của sản phẩm. Vẫn được đục chạm từng đường nét như chiếc băng đoạn dài. Các hình tượng rồng lân được chúng tôi khai phá ở mọi góc độ, mang đến sự uy nghi và hoành tráng, cũng như là nghệ thuật đục chạm cực kỳ xuất sắc. Từng đường nét rất là có hồn, đục chạm kỹ càng và được gia cố cẩn thận. Tạo nên sự uy nghiêm và bề thế cho bất cứ ai khi ngồi lên chiếc ghế ngày hôm nay. Mặt gỗ rất sáng và đẹp, chúng tôi phải lựa chọn kỹ càng từ những thân gỗ to và có chất lượng tuyệt đối. Và cùng đi đến chi tiết hai chiếc đôn ngồi của bộ sản phẩm. Từ hình ảnh khi quý khách nhìn ngắm khi chúng tôi quay video này thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy được sự cẩn thận và kỹ càng khi chúng tôi tuyển lọc phần gỗ để tạo hình cho bộ siêu phẩm ngày hôm nay. Đôn ngồi có thiết kế vừa vặn và chiều cao cân xứng, mang đến tư thế ngồi cân đối. Từng đường nét đục chạm cũng rất là kỹ càng và cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ nhất, để đảm bảo một bộ siêu phẩm đẹp từ trong ra ngoài và trong từng chi tiết nhỏ nhất. Và đây là chiếc đôn nách. Bộ sản phẩm này gồm hai chiếc bàn nách. Ở đây thì chúng tôi đang dùng để trưng bày pho tượng Di Lặc gánh cành đào, được làm từ chất liệu gỗ hương Việt 100%. Và ngoài ra, quý vị và các bạn khi muốn tham khảo các sản phẩm phong thủy thì hãy truy cập vào website nội thất sơn đông.com. Chúng tôi đã update thường xuyên và đầy đủ về kích thước và chất liệu để quý khách dễ dàng hơn trong việc lựa chọn những sản phẩm phong thủy phù hợp cho gia đình mình. Còn đây là chiếc bàn nách thứ hai. Tất cả mặt bàn nách và mặt bàn lớn đều được chúng tôi trang bị thêm kính, giúp quý khách an tâm hơn trong quá trình sử dụng. Và cùng đi đến một chi tiết nữa, đó chính là hai chiếc đôn cao trang trí. Quý vị và các bạn có thể dùng để đựng bình bông hoặc các vật phẩm giúp trang trí cho phòng khách của quý vị trở nên phong phú và đa dạng hơn. Đây là những món không thể thiếu trong một bộ siêu phẩm 17 món ngày hôm nay. Và chi tiết không thể bỏ qua trong bộ sản phẩm này đó chính là với thiết kế có thêm 5 đôn để chân ở 4 chiếc ghế đơn và một băng đoạn dài, tạo nên đẳng cấp riêng biệt so với những thiết kế thông thường khác.
và cực kỳ nghệ thuật đỉnh cao. Đó là tất cả những danh từ mà chúng tôi dùng để biểu đạt cho bộ siêu phẩm, bộ bàn ghế Long Bảo Đỉnh ngày hôm nay. Hiện tại bộ sản phẩm này đang được công ty Nội thất Sơn Đông bán với mức giá niêm yết là 450 triệu đồng. Đi cùng với đấy là những dịch vụ vô cùng hậu mãi như bảo hành 5 năm và bảo trì vĩnh viễn cho các đơn hàng quý khách mua tại công ty Nội thất Sơn Đông. Và khi quý khách mua hàng sẽ được chúng tôi miễn phí giao hàng và lắp đặt tại các khu vực như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tiền Giang. Và đặc biệt, nếu quý khách còn có những sự e ngại về kinh tế thì hiện nay công ty Nội thất Sơn Đông của chúng tôi đang có chương trình mua trả góp với lãi suất cực kỳ hấp dẫn. Quý khách hãy nhanh chân đến với chúng tôi để cảm nhận sự tuyệt vời trong phong cách phục vụ và chất lượng hàng hóa. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và theo dõi video clip ngày hôm nay của chúng tôi. Và quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật thêm những siêu phẩm sắp tới mà chúng tôi sẽ tung ra giới thiệu đến toàn thể quý khách. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn.